Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 23 tháng 6 thì Xuân Đỉnh lại tiếp tục phục vụ các bác bằng những sản phẩm loa bãi mới về. Và trong video này thì Xuân Đỉnh giới thiệu chi tiết cho các bác ba cái sản phẩm là ba cái cặp loa. Gồm có một cặp loa JBL, model của nó là 3800 bass 20. Cặp này thì về trong tình trạng là nguyên zin tuyệt đối từ gân đến màng. Và dòng này thì được sản xuất tại Mỹ luôn. Cặp thứ hai là cặp Pioneer T66, đây là một trong những dòng loa huyền thoại mà cũng được rất là nhiều các bác ưa chuộng vì cấu hình của loa rất là khủng và giá thành thì nó vẫn là hàng bình dân. Và một chiếc loa center của hãng AR, dòng này thì nó rất là hiếm. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết cũng như quay cận cảnh để các bác biết thêm thông tin về loa cũng như giá cả với những sản phẩm này. Và các bác khi xem video thì ủng hộ Xuân Đỉnh bằng cách cho Xuân Đỉnh một like để cổ vũ tinh thần cũng như Xuân Đỉnh sẽ làm được những cái video nó tốt hơn. Cảm ơn các bác. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết cho các bác từng sản phẩm luôn. Loa thì nhà mình rất là nhiều, nhưng quan trọng nhất là khi quay và bán hàng cho các bác thì phải quay thật chi tiết để các bác từ xa mua hàng thì các bác sẽ biết thêm cũng như loa góc cạnh nó có đẹp hay nó xấu thì các bác sẽ nhìn và các bác biết luôn. Đầu tiên sẽ quay cho các bác đó là cặp loa JBL, model của nó là 3800. Thì cặp này nó còn nguyên cả gân luôn nhé. Gân của nó là một cái dòng gân mút và gân zin này. Thì nói thật với các bác mà gân này thì rất là bền. Và cái màng nó là màng giấy bát 20, một chung 10. Gân của nó là gân vải màng giấy và một tép. Tép này thì nó là dòng tép titan đặc trưng của dòng loa JBL. Loa này thì đây là Xuân Đỉnh quay ở ngoài trời, thì nó cũng có cái hiệu ứng ánh sáng một chút, nhưng tổng quan loa thì rất là đẹp. Cặp này nó dạng là loa cây, chiều cao của loa là đạt 80, chiều ngang 29 và chiều sâu là 25. Lỗ thông hơi ở phía đằng trước. Dòng này thì nó được sản xuất tại Mỹ và nó có trở kháng là 8 ohm. Và loa này thì rất dễ phối ghép, và những dòng loa cây của JBL thì nó cũng rất nổi tiếng rồi. Góc cạnh thùng loa thì rất là đẹp, căng cước còn đầy đủ. Căng thì nó có vận chuyển, nó có sờn một tí góc. Thì cái này các bác chỉ cần lấy kim chỉ các bác đính nó lại, co nó lên thì nó sẽ đẹp. Tại vì là cái phần giữa căng thì nó không bị rách chút nào cả. Đây là căng zin của nó và nó là khung nhựa. Góc cạnh thùng rất là đẹp luôn. Đấy. Góc cạnh thùng đẹp len keng. Cặp loa JBL, model của nó là 3800. Dòng này thì Xuân Đỉnh đang bán với mức giá là 5.800.000 đồng. Dòng này thì rất dễ phối ghép với âm ly. Các bác chỉ cần nếu mà ghép đơn giản nhất thì các bác ghép với những dòng sân xui hoặc những dòng âm ly là lông 390 thì đánh những cặp loa này rất là hay. Ngoài ra thì các bác có thể ghép về những dòng Pioneer rất là tốt. Và dòng này thì nó không kén về âm ly. JBL 3800 có mức giá là 5.800.000 đồng. Loa tuyển chọn còn rất là đẹp và nguyên zin tuyệt đối. Tiếp theo sang bên này thì Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác đó là cặp Pioneer T66. Đây là một trong những dòng loa mà rất là nhiều các bác nghe Bolero nhạc vàng ưa chuộng của những dòng loa này. Cấu hình của loa thì rất là khủng. Bát của nó là bát 20 năm củ xương đúc, một trung đôm, một tép đôm. Thì riêng dòng T66 thì nó mới thiết kế là củ xương đúc thôi. Còn với những dòng CF45 hoặc CF700 thì nó là xương thường. Đấy nên nó có sự khác biệt. Và đặc biệt là cái trung đôm của dòng này nó rất là to và nó có cái trung đôm hoa khế. Thế là nó theo cái dạng gọi là giải thích đơn giản để các bác biết nó gọi là tán âm. Đấy, tép đôm hoa khế. Loa 3 đường tiếng, bát 20 năm. Dòng này thì gân màng của dòng này nó rất là đẹp. Gân của nó là gân lụa, màng của nó là màng giấy màu vàng. Nó giống như vàng bánh mật, giống như mật ong ấy. Và hai cái cặp này tuyến loa nó rất là đồng đều. Cặp này thì kích thước nó lại không cao to như những dòng CF45. Chiều cao của loa thì đạt khoảng độ 61, chiều ngang là 35 và chiều sâu là 30. Loa 3 đường tiếng, bát 20 năm, 2 tinh chỉnh, trung tép, trung đôm, tép đôm. Góc cạnh thùng còn khá là đẹp. Và loa thì cũng nguyên zin tuyệt đối luôn. Căng cước thì là đẹp xuất sắc rồi, căng không có một vết rách nào luôn. Đây là phía đằng sau, Xuân Đỉnh quay chi tiết cho các bác từng chiếc một. Đây là một chiếc. Nói chung là nó cũng có chảy xước nhưng không đáng kể. Dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm, công suất là 60W một loa. Chiếc bên này thì còn nguyên cả giấy khai sinh.
góc cạnh gọi là chảy xước nhẹ nhưng không đáng kể. Đây, mà thấy gọi tí ti thôi. Đây là mình quay trực diện để cho các bác nhìn thấy rõ. Và loa này thì không có spa tút tát gì cả. Căng cước đầy đủ đẹp neng keng. Bình thường thì những cặp loa này thì Xuân Đỉnh vẫn bán cho các bác mức giá là 6.500.000 đồng. Nhưng hôm nay thì Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá chỉ có 6 triệu đồng. Giá gọi là giá mùa hè nóng bức thì Xuân Đỉnh sẽ bán giá mềm để các bác có nhu cầu cũng như đam mê về những dòng loa thì đây là một cặp loa hay mà không nên bỏ qua. Giá thành cực kỳ là tốt, 6 triệu đồng cho cặp loa Pioneer T66 huyền thoại. Dòng này thì các bác ghép với những dòng âm ly Pioneer thì y bài rồi. Hoặc là ghép với những dòng Technic Xuân Xui, đánh nhau này rất là hay. Đấy, nói chung là những cái dòng Pioneer thì nó không kén về âm ly. Loa đẹp, góc cạnh có chảy xước nhẹ nhưng không có bể nào. Còn riêng về mặt tiền của dòng này thì đẹp xuất sắc. Căng cước đẹp neng keng, không có một vết rách, mức giá là 6 triệu đồng. Và trên cùng trong video ngày hôm nay thì đây là một chiếc loa center của hãng AR. Dòng này thì nói thật với các bác là nó khá là hiếm. Trong bao nhiêu năm mà Xuân Đỉnh bán về Audio thì đây là đầu tiên Xuân Đỉnh gặp chiếc loa center nó gấu như này. Hai bát 14, củ bọc chống từ, nam châm kép, gân của nó là gân cao su. Màng này là màng kim loại, rốn lõm kim loại luôn chứ không phải là màng carbon hay là không phải là màng nhôm, màng nhựa gì cả. Và đây nó là màng kim loại. Một cái tép đôm, tép đôm này là tép đôm theo dạng gọi là mắt trâu, màu của nó là màu xanh. Đấy. Toàn bộ vỏ của nó là vỏ nhựa, phân tần bên trong thì rất là khủng. Size bề ngang của chiếc loa center này là 48, toàn bộ thân vỏ nhựa trở kháng là 8 ohm, có chân đế đầy đủ luôn. Loa thì rất là nặng, mà khi nói thật với các bác là center là một cái loa trung tâm, nhưng ngược lại nếu như các bác nào mà chơi dòng loa này, các bác có thể đánh thành loa phông cũng được. Lời cũng như phần bass của dòng này rất là tốt luôn. Model của chiếc loa center AR này thì nó là AR4C. Đấy. Trở kháng nó là 8 ohm, dòng này thì nó không ghi về công suất. Thì các bác nếu có nhu cầu thì các bác cứ báo với Xuân Đỉnh là loa center AR4C là được, là Xuân Đỉnh biết. Đây là cái chân đế của nó ở phía đằng sau này. Đầy đủ chân đế luôn. Vỏ nhựa còn đẹp keng, không có bị dập, không có bị nứt chỗ nào cả. Căng cước cũng vậy. Chiếc loa center này thì Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá là 3.500.000 đồng. Đây là hàng siêu tầm. Và chiếc loa center này nó rất là gấu, loa rất là nặng. Tiếng dòng này thì cực kỳ là hay. Center AR4C có mức giá là 3.500.000 đồng. Và đây thì là cái video mà Xuân Đỉnh quay chi tiết cho các bác cũng như góc cạnh để các bác xem video, và các bác muốn mua sản phẩm nào thì các bác để ý kỹ trong video thôi. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại các bác cứ liên hệ cho Xuân Đỉnh 0395727582 và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.